Giữa lúc đội tuyển Việt Nam đang tập trung thi đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, mạng xã hội bất ngờ rộ lên tin đồn người mẫu Quỳnh Thư đang hẹn hò với cầu thủ Tiến Linh, một trong những chân sút sáng giá nhất hiện nay. Sở dĩ xuất hiện tin đồn này là vì dân mạng phát hiện ra kênh TikTok chính chủ của Tiến Linh chỉ theo dõi Quỳnh Thư cùng hai tài khoản liên quan đến ăn uống. Trong khi đó, những ngày gần đây, Quỳnh Thư cũng rất chịu khó theo dõi bóng đá Việt Nam với những bài viết cổ vũ và dự đoán tỷ số. Chính vì vậy, nhiều khán giả đã tích cực đẩy thuyền bằng cách gõ tên cầu thủ Tiến Linh bên dưới những bài đăng của chân dài này. Trước trận Việt Nam UAE vào tối 15 tháng 6 năm 2021, Quỳnh Thư dự đoán Việt Nam thắng UAE 1-0 và một trong hai cầu thủ ghi bàn là Quang Hải và Tiến Linh. Ngay lập tức, nhiều bạn bè vào treo cô. Tuy nhiên, trưa 16 tháng 6 năm 2021, Quỳnh Thư tỏ ra khó chịu trên trang Facebook cá nhân khi có nhiều bài viết cho rằng cô là bạn gái mới của Tiến Linh. Nữ người mẫu 32 tuổi chia sẻ, suốt những ngày qua, Thư đã từ chối rất nhiều báo và khẳng định không trả lời bất cứ ai về chuyện tình cảm của mình. Nhưng không biết các báo lấy thông tin từ ai và từ đâu, lại tự động viết bài như đúng rồi như vậy. Thư mong các báo làm bài khi đúng thông tin từ Thư xác định ra thôi, còn lại xin mọi người hãy tôn trọng quyền riêng tư. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Ở một diễn biến khác, dân tình cũng nhanh chóng phát hiện cầu thủ Tiến Linh không còn theo dõi Quỳnh Thư trên TikTok. Dù vậy, mối quan hệ của Quỳnh Thư và nam cầu thủ kém 7 tuổi vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Quỳnh Thư từng là người mẫu thuộc công ty Venus do ông bầu Vũ Khắc Tiệp quản lý. Cô cũng từng gây ấn tượng với một số vai diễn trong phim truyền hình như Sắc Đẹp và Danh Vọng, Vũ Khí Sắc Đẹp, Cô Nàng Bất Đắc Dĩ. Hiện tại, Quỳnh Thư chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực kinh doanh, ít tham gia nghệ thuật.